Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ngày hôm nay tại Bắc Bộ sẽ khô ráo và nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm qua do chịu sự chi phối của khối không khí lạnh lục địa khô. Trên hệ thống khí quyển ở tầng cao không có hệ thống đặc biệt nào chi phối nên từ vùng núi xuống đến Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, trời rét nhiều vào ban sớm. Sau đó đến khoảng trưa chiều sẽ hửng nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng dần lên khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Tuy nhiên lưu ý là độ ẩm không khí vào lúc giữa trưa có khả năng hạ thấp xuống dưới khoảng 60% nên sẽ có cảm giác hanh và khô. Nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân. Trong khi đó, tại các tỉnh thành miền Trung, đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp với điều kiện địa hình tiếp tục là nguyên nhân chính khiến cho trời nhiều mây và có mưa tại các tỉnh dọc ven biển từ Hà Tĩnh trở vào cho đến tận Phú Yên. Trong đó, trung tâm mưa lớn tiếp tục là các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị kéo dài cho đến tận Bình Định. Nên nhiệt độ tại khu vực này tăng dần từ Bắc vào Nam, trời rét tại khu vực Bắc Trung Bộ, lạnh tại các tỉnh Trung Trung Bộ và tiếp tục tăng thêm khoảng từ 2 cho đến 3 độ khi vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận. Và đây cũng là hai tỉnh có thời tiết khô ráo và ít mưa nhất tại miền Trung. Thời tiết tại Tây Nguyên không có nhiều biến đổi, sáng có mưa nhẹ vài nơi tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, đến trưa chiều thì trời khô ráo và có nắng, cùng với nhiệt độ lên tới 27 cho đến 29 độ. Trong khi đó, miền Đông Nam Bộ trời tiếp tục phổ biến là ít mưa, ngày nắng ráo, với nền nhiệt độ tiếp tục ổn định, cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Các tỉnh thành miền Tây cũng chỉ có mưa rào vài nơi vào lúc chiều tối, với nhiệt độ cao nhất trong ngày, tương đồng với các tỉnh miền Đông của khu vực. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị, nằm trong xu thế của khu vực Bắc Bộ, nên tại thủ đô Hà Nội, thời tiết trong ngày hôm nay phổ biến là ít mưa, khoảng trước 8 giờ sáng nên nhiệt độ sẽ ở ngưỡng rét và ở dưới 18 độ. Gió thổi mạnh hơn đôi chút nên khi đi làm hay đi học thì quý vị nhớ quàng thêm khăn ấm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Sau đó thì trời tiếp tục khô ráo nên nhiệt độ tăng dần, trưa chiều hửng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng từ 21 cho đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình ngày xuống thấp nên bà con ở vùng ven đô nên có kế hoạch tưới tiêu nước hợp lý cho cây trồng và hoa màu. Ngoài ra thì vào thời điểm giữa trưa, độ ẩm có khả năng xuống đến 55% nên sẽ có cảm giác hanh khô. Về đêm thời tiết tại thủ đô vẫn khá là thuận lợi, mặc dù trời nhiều mây không mưa và nền nhiệt độ hạ xuống, trời rét cùng với độ ẩm không khí tăng lên ở vào khoảng 84%. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, do tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí ổn định nên thành phố Hải Phòng ít mưa, sáng sớm nay thì trời vẫn còn rét, sau đó đến trưa chiều sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ tăng lên, dao động từ 20 cho đến 22 độ. Nhìn chung là thời tiết khô ráo và không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, số độ ẩm trong không khí thấp, dao động từ 60 đến 84%, nên bà con ngư dân có thể tiến hành thuận lợi các hoạt động hong phơi đồ hải sản khô như là tôm, mực, cá. Đêm nay thành phố nhiều mây không mưa, trời rét với nhiệt độ hạ về khoảng 16 cho đến 17 độ. Tại thành phố biển Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa kéo dài trong ngày, biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố chênh lệch không nhiều, cao nhất chỉ xấp xỉ là từ 23 đến 24 độ và thấp nhất đêm nay sẽ giảm xuống từ 2 đến 3 độ, dao động xung quanh ngưỡng từ 21 cho đến 22 độ trời lạnh. Độ ẩm không khí trung bình ngày cao trên ngưỡng 90%. Ngoài trang bị vật dụng che mưa thì quý vị và các bạn cũng cần phải mặc thêm áo khoác khi lưu thông ở ngoài trời. Tuy nhiên trong ngày hôm nay chiều cường trên hệ thống kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lên cao và đạt đỉnh ở mức trên báo động 3. Ngoài thời gian xuất hiện vào buổi sáng sớm từ 4 đến 5 giờ thì chiều cường sẽ còn xuất hiện vào buổi chiều từ 17 cho đến 18 giờ, gây ngập úng trên một số tuyến đường trũng thấp, khu vực ven sông. Quý vị nên lưu ý để có lộ trình di chuyển phù hợp. Đới gió Đông Bắc vẫn tiếp tục chi phối khu vực Nam Bộ và có cả thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì thành phố ít mưa, gió Đông Bắc thổi nhẹ, trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày dừng vào khoảng 31 cho đến 32 độ. Về đêm thì trời không mưa và nền nhiệt độ giảm về từ 24 cho đến 25 độ với độ ẩm không khí ở vào khoảng 86%. Thời tiết thuận lợi cho nhiều hoạt động ngoài trời của người dân thành phố. Thành phố Cần Thơ cũng ít mưa và có nắng trong ngày, khá thích hợp cho việc hong phơi đồ dùng và các đồ nông phẩm. Thời gian thích hợp nhất là trong khoảng từ 9 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều khi mà nắng lên và kéo dài trong ngày. Nhiệt độ trưa chiều tại thành phố sẽ dao động từ 31 cho đến 32 độ. Về đêm thành phố không mưa nên nhiệt độ hạ xuống khoảng từ 24 đến 26 độ, cùng với độ ẩm trung bình lúc này tăng lên ở vào khoảng 87%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.